Chào quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị là cấp giấy chứng nhận đẳng cấp cho các võ sinh ở Bình Định có trình độ huyền đai nhất đẳng. Thì tôi sẽ giới thiệu để chúng ta biết, để chúng ta chuẩn bị nhận giấy cũng như để chúng ta biết cách sử dụng cái giấy này. Trước hết là mặt trước của tờ giấy thì được in logo của Võ Đường Ngọc Hòa, in công ty cổ phần Võ Đường Ngọc Hòa Việt Nam bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Dưới này thì có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là tôi. Đó, và có hình in chìm kỷ niệm 10 năm thành lập Võ Đường Ngọc Hòa trên. Trước đây thì chúng tôi có đóng cả dấu chìm nhưng lâu nay bận không có triển khai đóng cái đấy. Đây là cái ảnh gốc, cái ảnh lúc kỷ niệm 10 năm thành lập năm 2004. Được thành lập năm 94 thì 2004 là 10 năm, còn bây giờ là bước sang năm thứ 27 rồi. Đó. Còn cái mặt sau thì chúng tôi cho in hai cái xác lập kỷ lục, một là công ty dạy võ đầu tiên của Việt Nam. Vì bây giờ nhiều công ty dạy võ lập theo rồi cho nên là chúng tôi phải in để người ta biết. Hai nữa là kỷ lục Việt Nam đã xác lập Võ Đường Ngọc Hòa là võ đường có lượng võ sinh đông nhất Việt Nam. Đó, hai cái kỷ lục này khi mà in lên thì các em đi mở lớp nó sẽ dễ hơn. Một số nơi đi mở lớp, đây, ở đây là bản gốc nhé. Bản gốc võ đường đông võ sinh nhất Việt Nam đây, quý vị các bạn xem để chúng ta biết. Cái này cũng là bản gốc đây. Đó, đây là hai cái bản gốc. Chúng ta xem để chúng ta biết, còn đây là cái cúp xác lập đông võ sinh nhất Việt Nam và dạy võ đầu tiên của Việt Nam đây. À, đây là một số cái thành tích không có nói trong này mà không muốn giới thiệu, mất thời gian. Đây thì khi mà một số võ sinh của một số phái khác, môn phái khác đi mở lớp không được thì cũng có xin giấy thiệu của tôi có viết giấy giới thiệu cho. Vì công ty Võ Đường Ngọc Hòa thì rất nổi tiếng trên báo chí và truyền hình cho nên khi đi mở lớp thì cũng dễ mở lớp hơn, hoặc là các em đi, một số em đi nước ngoài cũng cần đến cái giấy chứng nhận này thì tôi cũng giới thiệu để chúng ta nắm được, chúng ta biết là như vậy. Hôm nay thì cấp cho khá là nhiều em, đây là tôi đọc sơ một số em này: Bùi Ngọc Thảo My này, Bùi Thị Danh Đài này, Nguyễn Cao Nhật Lãm này, Trần Đặng Yến Nhạn này, Nguyễn Trung Tín này, Trần Nhật Minh này, Bùi Quang Huy này. Nói chung lần này là cũng cấp khá là nhiều. Cao Lại Bảo Ngọc, Nguyễn Trường Thịnh, Nguyễn Ngọc Trà My, Lê Minh Nhật. Đợt này thì phong toàn là nhất đẳng, đợt trước đang có tam đẳng, tứ đẳng, còn đợt này là phong toàn nhất đẳng. Đấy. Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh. Đấy. Không đọc hết được vì cũng khá là nhiều, mình đọc sơ sơ như vậy quý vị các bạn nắm được. Nếu có gì cần hỏi thì quý vị các bạn cứ để lại comment bình luận cho chúng tôi. Đây, lần trước thì tôi không có quay phim được, tôi chỉ có chụp mấy ảnh đưa lên Facebook thôi. Lần này mình quay lại số cái để làm kỷ niệm cũng như để cho các em biết chuẩn bị nhận giấy chứng nhận. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi và bấm vào chuông có chữ tất cả để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.